Nội dung bài thơ chữ duyên như sau: thuận duyên mọi việc dễ dàng, nghịch duyên đừng có mơ màng uổng công. Có duyên chuyện khó cũng xong, không duyên chớ đợi chớ trông làm gì. Còn duyên thì ở đừng đi, hết duyên chấp nhận có chi phải buồn. Thiện duyên phải giữ luôn luôn, ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên. Đủ duyên cuộc sống như tiên, thiếu duyên mọi thứ u phiền phủ vây. Tình duyên có lúc dơi đầy, nợ duyên là chuyện xưa nay cõi đời. Thắng duyên là sự tuyệt vời, phước duyên đầy đủ rạng ngời tương lai. Gieo duyên chơn chánh chẳng sai, tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu. Nhân duyên gieo tạo khỏi cầu, tùy duyên là để đối đầu khó khăn. Vỗ tay. Nghe mà say mê dữ vậy đó. Người ta nói là duyên đến thì nên kết, duyên hết thì nên buông, duyên sâu thì hợp, mà duyên mỏng thì tan. Vạn pháp do duyên, vạn sự tỷ duyên, cứ an nhiên mà sống. Đó, cái nội dung chính của ngày hôm nay là mình tham khảo mấy cái chữ. Vì chúng tôi rất là ngỡ ngàng và ngạc nhiên vui mừng vì giữa một cái địa phương mà rừng núi chập trùng, cây cối mênh mông, mà chúng ta có một cái ngôi đại hùng bửu điện to lớn như thế này, cũng nằm trong các gọi là bậc nhất nhì của tỉnh và là của nước. To quá cái chánh điện, cái giảng đường thì rất là lớn. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái duyên đối với thượng tọa trụ trì. Từ ngày về đây rồi bắt tay vào hình thành, xây dựng, để ngày hôm nay kết quả chúng ta đã có một cái ngôi đại tự mà chúng ta nhìn ra phong cảnh tuyệt vời, đồi núi cây cối trùng trùng điệp điệp, rất là mát mẻ. Cái cảnh này thì không có cái cảnh nào mà chúng ta có thể sánh bằng. Và ở đây thì có những cái khóa tu Phật tử đủ duyên về đây để tham dự. Cho nên từ cái chỗ đó bất chợt chúng tôi mới nghĩ ra cái bài pháp có cái chữ duyên này để chia sẻ với các Phật tử. Vì nó đột xuất cho nên nó cũng không có được hoàn chỉnh trong khi trình bày. Vì vậy nếu có cái gì không phải thì mong quý vị cũng niệm tình hỷ xả cho. Vì chúng tôi giảng cái bài này là giảng theo cái cảm xúc. Cảm xúc đến đâu chúng tôi giảng đến đó. Cảm nhận như thế nào chúng tôi nói như thế đó. Giống như chúng tôi hồi nãy chúng tôi vô đầu chúng tôi có nói, chúng tôi liền thấy cái phong cảnh này chúng tôi mới nhớ ngay cái câu kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: làng mạc đây núi rừng kia. Quý vị thấy giống cái phong cảnh này không? Già thung lũng nọ lối về non cao, A-la-hán trú nơi nào, dân cư chốn ấy xiết bao an lành. Còn bây giờ chúng ta có thể sửa lại là thầy hoặc chùa ở nơi nào thì dân cư chốn ấy xiết bao an lành. Một cái cảm xúc thứ hai là khi chúng tôi đi từ chùa về đến đây thì trời nó mưa gió bão bùng. Mà chẳng những hôm nay mới mưa đâu, mà đã mưa đâu ngày hôm qua hôm kia rồi. Mưa đã nguyên một ngày hôm qua cho đến sáng hôm nay trời vẫn mưa gió bão bùng. Nhưng mà chúng tôi kinh ngạc một điều là cái duyên lớn ở mức độ là mưa như vậy cũng không có ngăn được những cái bước chân tinh tấn tham dự khóa tu học của các Phật tử hiện diện nơi đây. Cho nên
trước cái hành động này, hình ảnh này, chúng tôi liền cảm xúc một bài hát có cái tựa đề là Con đường đi tu đây, được viết theo cái bài nhạc đời là Con đường xưa em đi. Thể loại nhạc của chúng tôi là thuộc dạng nhạc đời mà lời, lời đạo. Vì con đường đi tu đây nó khác với cái con đường xưa em đi. Giống như là có một con đường đời và con đường đạo vậy đó. Một đường thì hạnh phúc thế gian, một đường thì hạnh phúc niết bàn thoát ly. Hỡi này nghiệp chướng mê si, tránh ra ta chọn đường đi niết bàn. Chúng ta cứ hình dung rằng nó có hai con đường, một là con đường đời, đường thế mịt mù trăm năm đầy tội, mà cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Tức là con đường đạo là một cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Nhưng mà con đường đời đó, đường thế thì mịt mù trăm năm đầy tội. Cho nên cái bài hát này không phải hát để vui chơi, mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị một cái thông điệp là nó có hai con đường. Một con đường đạo, đường chánh để mà chúng ta đi, và một con đường đời. Giống như có hai cái niềm vui. Một cái niềm vui chánh pháp là vui đạo, và một cái niềm vui cuộc đời. Và chúng tôi xin báo cho quý vị biết, cái niềm vui chánh pháp mới là cái niềm vui thật. Còn niềm vui cuộc đời thấy vui nhưng mà khổ đó. Vì vậy chúng tôi sẵn dịp này tặng cho quý vị bốn câu. Đó là không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Mình bằng lòng với những gì mình đang có, đó là một cái điều kiện hạnh phúc. Không có cái biết nào bằng cái biết đủ. Mình biết nhiều thứ nhưng mà không biết đủ vẫn khổ. Con người mình chính vì không biết đủ cho nên mới tranh thủ dữ lắm. Bây giờ mình biết đủ rồi mình không có tranh thủ. Và cũng không có cái vui nào bằng cái vui đạo. Vui mà vui đạo mới là vui. Vui mà không đạo chôn vùi thế nhân. Cho nên cái con đường mà vui đạo của mình á mới đúng là con đường vui. Chúng tôi nói rồi, có hai cái niềm vui. Một là cái niềm vui chánh pháp là vui với đạo. Hai là cái niềm vui cuộc đời. Không có cái vui nào bằng cái vui đạo. Và thứ tư là không có cái buồn nào bằng cái buồn ngủ. Vì buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ta bữa nào. Quý vị thấy cái này có lý không? Có lý ha. Bây giờ mình buồn chuyện gì đi nữa thì thời gian nó cũng qua, không sớm thì muộn, đúng không? Cái buồn mà nó có dài lắm thì một năm nó cũng qua, còn không thì hai năm nó cũng qua. Thời gian nó nguôi qua dần. Nhưng mà riêng cái buồn ngủ nó lạ cái là nó không tha mình bữa nào đó. Cho nên bốn câu nói hôm nay quý vị đến đây mà nghe bốn câu nói này đủ rồi, đủ công sức vượt mưa gió bão bùng đến đây rồi, đúng không? Lặp lại là không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Quý vị thấy đúng không? Mình bằng lòng với những gì đang có là mình hạnh phúc. Thường thì mình ít có bằng lòng lắm, mình cứ ngó lên thì mình khổ tâm hoài, thì mình ngó xuống mình thấy có nhiều kẻ trắng tay hơn mình. Cho nên bằng lòng với những gì mình đang có. Mà con người mình nó có một cái bệnh thói quen là gì quý vị biết không? Mà chúng ta bị cái cảm xúc thói quen, cái sự suy nghĩ thói quen nó đánh lừa mình. Thường thì mình không có bằng lòng hạnh phúc với những gì mình đang có, mà lại thích dòm ngó những cái khó thuộc về mình mới ghê chứ. Mấy cái đó nó khó thuộc về mình lắm nhưng mà lại thích dòm ngó. Mà trong cái đó mình có cái để dòm ngó thì mình lại không chịu dòm ngó. Chúng ta bị cái gọi là những cái thói quen mà nó đánh lừa mình. Đó, nói lòng vòng
để quay lại, chúng tôi sẽ tặng quý vị bài hát là Con Đường Đi Tu Đây. Đây là cái cảm xúc của chúng tôi nghe. Mà trong cái lời bài hát nó cũng là pháp vị rất là nhiều, chứ nó không phải là những cái bài hát mà vui chơi khác, mà chúng tôi đang nói lên cái tấm lòng, cái tấm lòng tính tâm, tinh cần, siêng năng, nỗ lực của quý Phật tử với một cái lời là tán thán, ca ngợi. Cho dù là mưa gió bão bùng, thời tiết không được tốt, nhưng mà không ngăn được cái lòng của quý Phật tử ở đây. Từ cái cảm xúc đó cho nên chúng tôi mới nảy sinh ra hát cái bài hát này, có cái tựa đề là Con Đường Đi Tu Đây, được viết theo bài nhạc đời là Con Đường Xưa Em Đi. Con đường đi tu đây, dù mưa gió bão bùng, nhưng lòng luôn hân hoan, đến chùa tâm an vui, pháp kinh cùng tiếng chuông, mặt nhìn như đó sen. Con đường xưa gian nan, nhiều đau khổ nhọc nhằn, dạ tràng xe biển đông, nẻo đào nay ta đi, sáng trong hạnh phúc thay, vào chùa không muốn ra. Tu đi để sống an vui, cùng sống yên lành, trọn đời ta phát nguyện. Nam mô ta cứ nam mô, gieo rắc chan hòa, cuộc đời vui làm sao. Tu đi để bớt điêu linh, để hết u sầu, mà lòng không não phiền, tâm ta giải thoát an nhiên, như ánh trăng rằm quyện vào trong trời đất. Xin mọi người tu đi, đường tu sẽ đưa mình đến bờ chân lý vui, đó là tâm an nhiên ở trong mình chẳng xa. Tuyệt trần ôi thiệt tha. Hát dở mà quý vị vỗ tay lớn quá. À, hay hả? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thật sự ra thì cái nội dung của bài hát nó cũng nói lên cái ý mà chúng tôi muốn chuyển tải đến quý vị. Tức là nó có hai con đường. Một là con đường đạo, và là hai là con đường đời. Ha. Mình á, là người tu thì mình chọn con đường, đường đạo. Đó. Đến chùa là để làm chi? Đến chùa là để biết đi đúng đường. Nhờ quý vị đến cái ngôi chùa Hưng Pháp này, quý vị mới biết con đường nào mà con đường mình đi, đúng không nè? Chứ không là mình đi trật. Tu thì phải rành mỗi cách tu. Tu mà không đúng á, khổ lu bù. Tu theo tà đạo á, thì thân tâm lị. Mà tu bậy cả tinh á, thì lắm nạn mưu. Cho nên mình phải là chánh tính, phải tu theo đúng chánh pháp, chứ không có tà tính. Vì vậy mà nhờ đến chùa chúng ta mới biết đi đúng, đúng đường. Ở đây chúng tôi nói không phải là hù quý vị nghe. Người ta nói như thế này nè. Một vị bác sĩ lầm á, lầm là sai sót á, thì dẫn đến kết quả là hại chết một bệnh nhân. Một nhà giáo dục lầm á, không đúng á,
thì dẫn đến cái kết quả là hại một thế hệ. Nhưng mà một người tu lầm á, tu mà không đúng á, thì nó ảnh hưởng muôn triệu kiếp. Tại sao quý vị? Chúng tôi nói như vậy là bởi vì mình gieo duyên với tà kiến á, thì đời sau sanh ra cái mình có duyên mình gặp tà kiến cái mình thích à, nó lạ như vậy đó. Còn mình gieo duyên với chánh kiến á, thì đời sau sanh ra cái mình mới thích cái chánh kiến. Cái bài hôm nay là chúng tôi giảng là có cái tựa đề là chữ duyên. Đạo Phật chúng ta có một cái từ rất là hay là tu gieo duyên. Tức là mình đi tu để mình gieo duyên với Phật, Phật Pháp. Mình gieo duyên với chánh Pháp. Để làm chi vậy? Để trong tương lai mình không có lầm đường lạc lối. Lúc nào mình cũng phải nguyện rằng là xin cho con mãi mãi, dù sanh về nơi đâu, đều gặp pháp nhiệm màu để nương theo tu tập. Tức là dù kiếp nào, đời nào, trong tương lai mình sanh ra cũng mong mình gặp được Phật, Phật Pháp. Mà quý vị biết không, Phật Pháp thì phải có duyên mới được. Đức Phật của chúng ta là một bậc đại giác ngộ, một đấng toàn tri toàn giác. Nhưng mà Ngài có bốn điều Ngài không làm được quý vị. Điều thứ nhất Đức Phật không can thiệp được, đó là gì quý vị biết không? Nhân quả không thể thay đổi. Bởi vì nghiệp báo là bất khả tư nghi. Nghiệp ai gieo nấy trả, không can thiệp được. Nhân quả Ngài không thể thay đổi được. Một cái người làm ác tày trời bây giờ vào đây quỳ lại Đức Phật, nhờ Đức Phật phù hộ, độ trì, chở che cho cái người đó, quý vị nghĩ Đức Phật có chở che được không? Không. Một cái người mà ở nhà luôn luôn bất hiếu với cha mẹ, mà vào chùa quỳ lại Đức Phật kêu Đức Phật chở che, thì theo quý vị nghĩ thì Đức Phật có chở che cho người đó không? Có chở che không? Không. Nếu Đức Phật mà chở che cho một đứa con bất hiếu á, thì Đức Phật sẽ bị người đời nói là Đức Phật bao che, phải không nè? Cho nên cái điều thứ nhất Đức Phật không thể làm được, đó là Ngài không thể thay đổi cái nhân quả. Điều thứ hai là gì? Điều thứ hai nữa là trí tuệ không thể cho. Cái trí tuệ của con người, hiểu biết của con người, cái trí thông minh sáng suốt của con người Đức Phật không thể cho được. Nếu mà cho được thì chúng ta cũng không cần phải đến đây ngồi nghe pháp học kinh nữa, không cần phải văn kinh thính pháp, Đức Phật sẵn sàng cho chúng ta. Quý vị có đồng ý không? Nếu mà cho được thì mình ở nhà, mình không cần cực khổ lên đây ngồi hàng giờ đồng hồ để mà văn kinh thính pháp, để mà tạo cái nhân, để mà sau này mình có trí tuệ. Mình ở nhà Đức Phật sẵn sàng cho. Đức Phật cho Ngài không có tiếc, bởi vì Ngài ái chúng sanh như ái tử, Ngài thương chúng sanh như là thương con vậy đó. Phải không? Nếu mà cho được thì chúng ta ở đây ai cũng được Đức Phật cho hết. Mà cái trí tuệ Đức Phật là cái trí tuệ siêu việt, nhất thiết chủng trí, một cái trí tuệ có một không hai trên thế gian này. Nhưng mà không thể cho được. Cái trí tuệ này chúng ta phải tự mà tạo lấy. Mà cái nhân mà phát sanh trí tuệ, kính thưa quý vị, đó là cái nhân phải văn kinh thính pháp. Nhớ chưa? Cái nhân mà phát sanh phước vật là tài sản vật chất là gì? Bố thí cúng dường. Nhớ nghe. Cái nhân mà phát sanh phước đức. Phước đức là gì nè? Là nói về sắc tướng nè, màu da nè, tuổi thọ nè, sức khỏe nè, quyến thuộc nè, bạn bè nè. Nếu mình có phước đức mình gặp bạn bè tốt lắm, quyến thuộc cũng tốt nữa, làm cho mình ăn vui không à. Mình thiếu phước đức, trời ơi, gặp bạn bè xấu không à, rồi quyến thuộc cũng làm cho mình phiền não khổ đau không à, rồi sắc tướng mình không có được đẹp, tuổi thọ mình không có cao, sức khỏe mình không có. Cái người mà có phước đức là cái người đầy đủ về sắc tướng, màu da, tuổi thọ, sức khỏe, quyến thuộc và bạn bè. Và mình cái nói người khác ta nể trọng,
Mà cái nhân mà để phát sanh phước đức á, quý vị biết là nhân gì không? Ai trả lời đúng nè? Cái nhân mà phát sanh phước đức là phải tu bát quan trai giới, tức là phải giữ giới. Mình giữ giới đây tức là mình thúc liễm thân tâm, không có cho làm ác, không có sát sanh hại vật, không có trộm cắp, vân vân. Thì đời sau sanh ra mình có được cái phước, phước đức. Và ngoài cái giữ giới là chúng ta phải tạo thêm cái tâm từ bi, bởi vì giữ giới là cái hình thức trau dồi tâm từ bi. Mình không có sát hại muôn loài là mình thể hiện cái tâm gì? Từ bi. Cho nên cái người mà tu tâm từ bi hỷ xả thì đời sau sanh ra sẽ được cái phước, phước đức. Còn cái phước trí thì chỉ có văn kinh thính, thỉnh pháp. Hôm nay quý vị đến đây, quý vị ngồi nghe cái bài giảng này là chúng ta đang tạo cái nhân mà phát sanh phước, phước trí. Bởi vì mình nghe pháp đó, thứ nhất là mình nghe được pháp chưa từng nghe, để mình tăng thêm cái sự hiểu biết trí tuệ. Thứ hai là mình thấm nhuần các pháp đã từng nghe, đó là một cái nhân để mình phát sanh trí tuệ. Cho nên trí tuệ không thể cho được, Đức Phật cho được là các ngài cho chúng ta rồi. Thứ ba là gì? Thứ ba nữa là thứ nhất là nhân quả không thể thay. Thứ hai là trí tuệ không thể cho. Thứ ba là gì? Diệu pháp không thể tả. Ở đây muốn nói đến cái vị giải thoát của pháp, ai tu nấy cảm nhận. Đức Phật nói rằng là cũng giống như nước biển chỉ có một vị mặn duy nhất, cũng vậy giáo pháp của Như Lai cũng có một vị duy nhất, đó là vị gì? Vị gì nè? Giải thoát. Cái người mà có cái tâm buông bỏ giải thoát thì mới an lạc. Và cái cảm giác an lạc này á, thì chỉ có cái người nào mà tu thực hành thì người đó cảm nhận được. Với một cái vấn đề đến với mình đi, trong lòng mình không có nặng, mình không có chấp, mình không có dính, mà mình xả bỏ thì mình thấy nhẹ không? Rồi mình hỏi cái người bên cảm giác nhẹ không? Người bên không có, bà bỏ bà biết chứ tôi đâu có biết, phải không nè? Đúng không? Đó. Cho nên á là diệu pháp không thể tả. Vì nó có một câu là ai ăn nấy no, ai tu nấy biết. Mình tu mình an lạc thì mình biết chứ. Bây giờ mình tu an lạc mình về hỏi ông chồng mình biết không? Ông chồng nói tôi đâu có biết đâu. Bà tu bà biết chứ, phải không nè? À, tức là mình làm việc thiện, mình ăn hiền ở lành, mình làm những cái công đức mà mình cảm thấy mình an lạc, thì cái sự an lạc nhẹ nhàng đó chỉ có mình mới biết, chứ không thể nào mình làm mà người khác biết. Cái điều này có thể ví dụ là bây giờ mình gãi, mình hỏi cái bà cái bên sướng không thì bà sao bà biết? Mình gãi thì mình mới biết đã, phải không? Mình gãi mình hỏi cái bà cái bên, bà đã không vậy? Bà trời ơi, bà gãi thì bà biết, tôi không biết. Đó. Cho nên diệu pháp thì không thể tả, mà chúng ta phải tự tu lấy là chúng ta sẽ cảm nhận được cái vi diệu của pháp bảo. Cái vi diệu của pháp bảo là gì? Là giúp cho chúng sanh á, từ khổ đến lạc. Ai mà khổ mà tu á, thấy lạc lắm. Giúp cho chúng sanh từ phàm sang thánh, tức là bớt đi cái phàm tâm mà tập cái thánh tâm. Cái phàm tâm thì ích kỷ hẹp hòi, lúc nào cũng ganh tị bỏng xẻng. Còn cái thánh tâm không có. Cái thánh tâm thì sao? Bao dung, rộng lượng, hỷ xả. Chúng ta muốn thành thánh thì chúng ta phải tập cái thánh tâm ở trong người mình. Bậc thánh lúc nào cũng vậy. Còn cái phàm tâm là gì? Lúc nào cũng ganh tị, ích kỷ, bỏng xẻng, dữ lắm. Không muốn người khác được cái gì hết, đó là ganh tị. Không muốn mình mất cái gì hết trơn á, là bỏng xẻng. Thấy không? Mà mình nặng hai cái này quá. Thì cái này là phàm tâm hay thánh tâm? Phàm tâm. Bây giờ phải tập cái thánh tâm. Thì nếu như ai mà tập cái thánh tâm đó thì người đó sẽ cảm nhận được nó khỏe lắm. Mọi vấn đề mà giải quyết bằng cái tâm buông bỏ, dứt bỏ, khỏe lắm. Cho nên có nhiều vị giảng sư hay ví dụ á, mình vào chùa mình nghe tiếng chuông thì mình nghĩ đến chữ gì? Chữ buông, chữ Phật.
nghe tiếng buông, nghe cái bon là nghĩ nghe cái chữ gì? Buông. Nghe cái tiếng mỏ là nghĩ nghe chữ gì? Bỏ. Vào chùa có hai chữ thôi là buông, là bon đó nghe. Nghe bon là nghĩ là buông. Nghe tiếng mỏ là gì? Bỏ. Đó là cái tâm của cái thánh tâm là như vậy. Giờ đây mình tập cái tâm nó nhẹ nhàng. Hai chữ có gì thế vậy không? Buông, bỏ là tiếng chuông và tiếng mỏ. Thấy không nè? À, còn cái người mà không có tập cái thánh tâm á, mà chuyên môn nghĩ phàm tâm á, thì người ta quýnh chữ bon, không nghe được chữ buông, mà nghe ra cái chữ bon. Còn mấy cái chập chen cái chen, là bon chen, giành giật không à. Cũng đúng không? Vậy thấy đúng không nè? Cũng là cái tiếng chuông, nhưng mà cái tâm của người mà có thánh tâm á, người có tu á, ta nghe cái chữ buông nó nhẹ gì đâu á. À, rồi chữ mỏ là bỏ nhẹ đâu á. Còn mà không tu á, vô đây toàn là nghe bon chen, chập chen, bon chen, chập chen tối ngày. Khổ không? Khổ. Đó là phàm tâm. Đó. Đó là cái gọi là trí tuệ không thể phải cho. Nhắc tới cái chữ mà chuông mỏ á, thì sẵn dịp đây chúng tôi xin cái người mà có tâm tu mà tập cái thánh tâm á, chúng tôi nói rồi đó, thì vào chùa nghe cái tiếng chuông á, nó liền hiện cái chữ buông đầu. Nghe cái tiếng mỏ cái liền hiện cái chữ bỏ, là buông bỏ rõ ràng, nó nhẹ lắm. Quý vị gánh trên người quý vị một cái bao lô nặng nề, quý vị thấy nặng không? Nặng. Mà mình tu á, làm sao mình phải nhẹ đi. Mà muốn nhẹ thì phải làm sao? Phải buông bỏ. Quý vị biết không, nó có một cái định nghĩa về cái chữ tu. Ngoài cái việc mà chúng ta tu để được một cái gì, còn có định nghĩa là chúng ta tu để bỏ một cái gì, bỏ bớt một cái gì. Mình bây giờ bỏ bớt à, chứ nhiều lắm rồi. Trong lòng, trong đầu mình chất chứa bao nhiêu là thứ rồi. Bây giờ mình vô đây để chi vậy? Bỏ bớt. Mà quý vị biết cái xe mà chở đồ quá nhiều mà bỏ bớt thì nó nhẹ không? Nhẹ. Mình tu làm sao nhớ là giống như con chim sẻ. Nó nhẹ, nó bay trên hư không được. Nó lượn ở trên bầu trời được. Nó nhìn ngắm cảnh rộng lớn, mênh mông được. Chứ đừng có tu làm sao giống con chim cánh cụt. Biết con chim cánh cụt không? Nó cũng là loài chim. Mà nó có bay được không? Không. Nó vỗ cánh dữ lắm mà cũng lạch bạch như con vịt xiêm vậy đó. Vì sao quý vị biết không? Cái cánh nó thì cục, mà cái mình nó thì thịt quá nhiều. Mà mình tu mà mình chấp chứa trong lòng mình nó nhiều quá thì giống con chim cánh cục không? Phải tu cái hạnh giống như con chim sẻ hay con chim én vậy đó. Quý vị thấy con chim sẻ, chim én nó nhẹ không? Nhẹ thì sao nó bay lên trời không? Trời ơi, con chim én nó bay xà lắm à. Chim yến nó bay ngoài biển luôn á quý vị. Nó bay nó không có sao hết á. Còn con chim cánh cụt, trời ơi, dưới đất nó bay còn không nổi nữa, sao ra biển. Mình cũng vậy, mình là người tu thì phải làm sao? Phải nhẹ nhàng, phải thanh thoát như là con chim sẻ. Nhớ giùm nghe. Ai mà chấp nhất nặng nề, giận hờn, bực bội, sân si giống con chim cánh cụt thì tối ngày cứ chất chứa trong lòng đủ thứ chuyện hết. Mình tu là mình phải bỏ bớt một cái gì gọi là tu nghe. Ngoài vấn đề mình đạt được cái gì, nhưng mà phải bỏ bớt một cái gì đó, bỏ bớt cái xấu đi để mới gọi là tu. Hôm nay quý vị nghe một cái định nghĩa mới là gì? Tôi vào chùa tôi bỏ bớt những cái tật xấu đi, bỏ được một ít gì đó gọi là tu. Bởi vì hôm nay tôi vào chùa tôi nghe tiếng chuông thì tôi nghĩ đến chữ buông, tôi nghe tiếng mỏ thì tôi nghĩ đến chữ bỏ. Phải không nè? Đúng không? Con ràng vỗ tay coi. Hôm nay chúng tôi thấy quý vị rất là dễ thương, nói cái gì cũng đồng ý hết. Cho nên sẵn cái dịp đề cập đến chuông với mỏ, là buông với bỏ, chúng tôi tặng quý vị bài hát Vào chùa nghe mỏ nghe chuông. Hát theo bài Trống cơm á. Cái bài này đáng lý ra hát hai bữa trước á. Biết hai bữa trước là bữa gì không? Rằm tháng 8, Tết Trung Thu, hát cho mấy em nghe.
hôm nay không có mấy em nghe, em nhờ mấy bác nghe đỡ đi. Hôm nay không có mấy em trẻ nhỏ nghe, đúng không? Cho nên tại nhắc tới cái chữ chuông với chữ mỏ đó, buông bỏ đó, cho nên mới hát cái bài là vào chùa nghe mỏ nghe chuông. Mời các bác đóng vai các em nghe dùm cái bài này. Tại cái điệu này điệu trống cơm, chỉ dành hát cho thiếu nhi à. Mà thay vì cái buổi khóa tu của mình mà trúng ngày rằm tháng 8 thì nó hợp lắm. Sẵn có các em thiếu nhi đến đây lãnh bên lồng đèn trung thu á, hát cho nó đúng. Còn bây giờ thôi, mình cải lão hoàng đồng đi, mình làm hài nhi tóc bạc đi. Chịu không? Mình cười lớn quá vậy. Hiểu chữ hài nhi tóc bạc không? Đó là mấy em nhỏ nhưng mà tóc bạc hết trơn à. Rồi mời các vị hài nhi tóc bạc thưởng thức bài trống cơm nhạc đời, nhưng mà nhạc đạo là vào chùa nghe mỏ nghe chuông, cho một tràng vỗ tay. Vào chùa có mo có chuông, khen ai khéo thính, ô mấy hay mà hay ghê, ô mấy hay mà hay ghê, làm người cho lòng thanh thoát, làm người cho lòng thanh thoát, ô mấy tình 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 tâm, ô mấy đi tìm chẳng có nơi mồ, chỉ có ở trong chùa mà thôi, chỉ có ở trong chùa mà thôi. Lòng mà hay buồn hay giận, ô ô con hãy nghe chuông, nghe chuông sẽ hết ưu phiền, con nhớ nghe còn duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Hai ba, vào chùa có mo có chuông, khen ai khéo thính, ô mê hay mà hay ghê, ô mê hay mà hay ghê, làm người cho lòng thanh thoát, làm người cho lòng thanh thoát, ô mê tình 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 tâm, ô mê đi tìm chẳng có nơi mồ, chỉ có ở trong chùa mà thôi, chỉ có ở trong chùa mà thôi. Lòng mà hay buồn hay giận, ô ô ô con hãy nghe chuông, nghe chuông sẽ hết ưu phiền, con nhớ nghe con duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Hát lại cái bài hát con đường xưa em đi hả? Là con đường đi tu đây á hả? Là hát cái bài hồi nãy hát rồi phải không? Bây giờ hát lại. Nó hay quá hay sao mà muốn nghe lại vậy? Ồ, vậy nó hay quá hả? Ồ, vậy đó hả? Tức là Phật tử muốn hát lại cái bài đó. Hai bài. Bài gì? Rồi. Trống cơm nghe lại hai lần. Ồ. Ừ thôi nghe giảng chút đi rồi hát. Trời ơi cảm ơn các hài nhi tóc bạc của sư. Vỗ tay khí thế luôn. Trời ơi vỗ tay gì không thu các em á nghe. Trời ơi cụ kia kìa. Trời cụ lớn tuổi mà cụ vỗ tay mạnh thiệt mạnh luôn á. Hơn là các em thiếu nhi nữa. Cái bài này nãy sư có nói rồi, thay vì là sư tặng cho các em thiếu nhi ha, nhân cái ngày Tết trung thu, nhưng mà do hôm nay nó trễ hai ngày, thấy không? Với lại nữa là mình đang đề cập đến là vào chùa để mình nghe cái tiếng chuông là mình nghĩ đến chữ gì? Chữ buông. Và mình nghe cái tiếng mỏ là gì? Chữ bỏ. Thì mình vào mình nghe cái tiếng chuông cái là mình thấy tự nhiên duyên nghiệp nó tan liền, mình buông rồi. Ai mà buông được á, thì duyên nghiệp nó mới tan nghe, còn không buông thì nghiệp nó không tan đó. Cho nên là mình vào chùa để mà mình gieo những cái thiện duyên. Bây giờ quay lại cái đề tài á mà chúng tôi giảng ngày hôm nay á, là cái chữ duyên.
Điều đầu tiên là chúng tôi muốn nói đến cái duyên của Thượng Tọa Trụ Trì. Quý vị biết không, không phải dễ mà ở một cái nơi xa xôi như thế này, rừng núi chập trùng, mà có một cái ngôi chùa mà mình phải nói là mình nhìn vô là mình thấy nó hoan hỷ gì đâu. Thì cái này quý vị có đồng ý với tôi là cái duyên của Thượng Tọa Trụ Trì của chúng ta có mặt ở đây hay không? Và đến đây là Thượng Tọa cũng xây dựng lên mà phải đủ duyên mới làm được. Cho nên cái bài giảng hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh về cái ngôi chùa này là Phật thật sự ra nó đủ duyên. Hai câu đầu của cái bài thơ chữ duyên hồi nãy chúng tôi đọc là gì? Thuận duyên mọi việc dễ dàng, nghịch duyên đừng có mơ màng uổng công. Có nhiều cái chỗ quý vị thấy không? Nó thuận lợi lắm. Vị trí cũng tốt, Phật tử cũng đông, nhưng mà nó không có thuận duyên, mà nó rơi vào cái nghịch duyên. Cho nên cái việc đó mình tưởng chừng như là nó được, nhưng mà nó không, không được. Hai câu đầu để mà gắn liền với chúng ta là thuận duyên mọi việc dễ dàng, mà nghịch duyên đừng có mơ màng uổng công. Có duyên chuyện khó cũng xong. Quý vị có đồng ý với tôi là Thượng Tọa Trụ Trì của cái ngôi chùa Hưng Pháp này phải là cái người có duyên. Bao nhiêu là chuyện khó? Khó lắm nghe quý vị. Quý vị cứ thử nghĩ coi, từng bao xi măng, từng viên gạch, từng xe cát mà đưa lên đây thì phải thật sự là có duyên dữ lắm. Thì cái chuyện đó rất là khó, nhưng mà nó cũng xong. Có duyên chuyện khó cũng xong. Không duyên chớ đợi, chớ trông làm gì. Còn duyên thì ở đừng đi. Đạo Phật chúng ta mà, hết duyên thì chấp nhận, có chi phải buồn. Quý vị phải nhớ, mình sống theo duyên nha. Đạo Phật là chủ trương cái chữ duyên. Hết duyên chấp nhận, có chi phải buồn. Có nhiều người hết duyên là ngồi nó buồn hoài, khóc lóc. Là cái người đó họ chưa theo đạo Phật. Mình theo đạo Phật hết duyên rồi. Ví dụ mình có một ông chồng mình thương dữ lắm, nhưng mà vô thường nó đến rước ông đi, hết duyên rồi. Vô thường rước ông đi mất thì tất nhiên cũng phải buồn, nhưng mà buồn chút thôi là mình biết rằng là tại nó hết duyên rồi. Chứ mình đâu có muốn đâu, mình đâu có muốn cho ông chồng mình chết, nhưng mà tại vô thường cái nghiệp của ông đến, ông phải đi, đúng không? Hết duyên chấp nhận, có chi phải buồn. Thiện duyên phải giữ luôn luôn. Quý vị hiểu cái từ thiện duyên không? Tức là cái duyên nào mà dẫn đến cái thiện pháp, cái duyên nào mà giúp cho quý vị làm lành, cái duyên nào mà giúp cho quý vị tu tập được, thì cái đó gọi là gì? Thiện duyên. Ví dụ ngày hôm nay đến chùa Hưng Pháp để tham dự khóa tu, theo quý vị là thiện duyên hay ác duyên? Thiện duyên. Ai rủ đi chùa tu là mình đi. Thầy trụ trì đã tạo cái thuận duyên cho mình rồi, có xe đưa, xe rước cho mình đi, là tạo cái thiện duyên này mình phải giữ luôn luôn. Giữ tới khi nào mà nhắm mắt thôi, không bỏ. Đây là cái thiện duyên phải giữ luôn luôn. Nhưng mà ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên. Ác duyên là gì? Là cái duyên mà dẫn đến mình làm ác, cái duyên mà dẫn đến bất thiện, cái duyên mà dẫn đến làm những điều xấu không à. Sống một kiếp người mà mình làm toàn chuyện xấu không thì nó uổng lắm. Sanh làm người đã khó rồi, kiếp người thì nó ngắn ngủi, nó mong manh, sống sao cho nó có ý nghĩa. Nhiều lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tai miệng mỉm cười. Sống như vậy mới gọi là có ý nghĩa, phải không? Sống như vậy gọi là cái thiện duyên của mình mới giữ. Còn cái ác duyên thì phải diệt. Ai rủ đi chùa thì đi tu, nhưng mà ai rủ đi chơi không đi. Mới đi chơi nó dễ sanh phiền não. Đi chơi dễ sanh phiền não lắm. Điên hồi gây lộn coi. Điên hồi sân si rồi coi. Có không? Có. Trời ơi, đi ra kia ngồi hồi nó qua nó lại ngồi gây lộn chết. Vô đây nó an lạc muốn chết. Phải không? Quý vị nghĩ đi, mình ngồi trong cái không gian này, thầy trụ trì ông đã bỏ bao nhiêu là công sức, ông xây dựng lên một cái ngôi chánh điện,
mà nó cao, mà nó mát, mà nó đẹp như thế này. Quý vị nghĩ cái ngồi ở đâu hơn chỗ này? Cái nghiệp mình nặng lắm. Mình ra vỉa hè mình ngồi mình nói chuyện người khác thì mình thấy mình vui, mình ngồi ở đây mình thấy nó mệt. Khiến gì đó. Lúc mình tu cái thì nó buồn ngủ à. Mà ngưng tu cái nó tỉnh như sáo vậy đó. Cái này là gì? Do những cái ác duyên, cái thiện duyên đến với mình. Đời trước mình gieo á, mình gieo cái gì nó gặt cái đó. Mình ham nói chuyện người khác, mình ham nhiều chuyện. Mà nhiều chuyện thì mang nghiệp. Mà cứ khoái nhiều chuyện. Còn yên lặng như thế này, ngồi nghe pháp là nó thiện duyên mà không chịu. Có những người gì, quý vị lạ lắm. Ngồi nghe pháp thì ngáp dài, ngáp ngắn. Mà ngưng thuyết pháp cái nó tỉnh như sáo luôn. Ô trời ơi, kêu ngủ thì em ngủ. Mà nghe pháp thì cũng ngáp dài ngáp ngắn, mà nghe chuyện bà này bà nọ, trời ơi khoái, nghe để nhớ, nhớ để chi không, đi nhiều chuyện. Mình thì có cái bệnh nữa là bệnh gì biết không? Cái bệnh là nghe có nửa à, hiểu có 1/4 à, mà kể lại kể gấp đôi chứ mới hay. Đó, cho nên đó là cái nghiệp. Cho nên bây giờ mình phải tạo cái thiện duyên để chi vậy? Đời sau sanh ra nó không có cái vụ này. Bà cái bà nói chuyện của cái bà nọ, sao tôi buồn ngủ quá, mà tôi nghe pháp tôi không bao giờ tôi buồn ngủ. Đó, cái đó là thiện duyên, nó trợ. Hồi nãy chúng tôi nói cái người tu lầm á, gieo cái duyên mà không tốt, đời sau ra nó ảnh hưởng. Tức là mình gieo với mấy cái duyên nhiều chuyện đó, chợ búa là mình thích lắm. Còn chốn thanh tịnh này sao mình vô mình thấy nó làm sao á. Mà ra qua cái chốn mà nhiễu nhương chợ búa, tranh giành hơn thua, chửi bới sùm mình khoái. Chốn thanh tịnh như vậy thì mình lại tưởng như vô cái nó ngáp tới ngáp lui vậy đó. Mà ra chợ xong là tỉnh ơi là tỉnh. Cho nên nhớ, thiện duyên phải giữ luôn, luôn luôn. Cuộc đời tu của mình là mình đạo Phật chủ trương cái chữ duyên. Đúng không? Quý vị hôm nay là rất có duyên với thầy trụ trì ở đây. Thầy trụ trì ở đây và cũng rất có duyên với cái chùa Hưng Pháp. Nếu mà không có cái Hưng Pháp này mình đi đâu? Giờ này làm cái gì? Giờ làm cái gì? Giờ này ngồi tám. Hay á. Ở không mà, nhàn cư duy bất thiện. Không có cái chùa Hưng Pháp này, giờ này quý vị biết quý vị tạo toàn là ác duyên không? Nhờ có cái chùa Hưng Pháp này cho nên giờ này chúng ta mới tạo được thiện duyên. Vỗ tay chúc mừng để cảm ơn thầy Hương Tổ Trụ Trì, đúng không? Chúng tôi cũng phải cảm ơn thầy Tổ Trụ Trì là bởi vì nhờ Hương Tổ Trụ Trì dấn thân mới xây được cái này. Giờ này chúng tôi mới ngồi ở đây thuyết pháp, chứ không giờ này chắc chúng tôi cũng nhiều chuyện á. Ở không, không có thuyết pháp thì sao? Không nói chuyện đạo, nói chuyện đời. Cái tâm của chúng ta là vậy, cái đó là quy lực. Cho nên người ta nói một ngày không tưởng việc lành, tức thì dạng ác phát sanh dập dồn. Đức Phật Ngài dạy rất là kỹ. Nếu người làm việc thiện nên tích cực làm thêm. Hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc. Chúng ta hãy tích cực làm việc lành để chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp thì dễ ưa thích làm việc ác. Cái tâm mình mà không làm việc thiện là dễ ưa thích làm ác đó. Ngày xưa người ta có một câu là gì? Nhàn cư di bất, bất thiện. Còn câu thời nay nó còn hay hơn nữa là rảnh rỗi sanh nông, nông nổi. Đúng không? Ngồi thiền con không ngồi đâu, mà ngồi nhiều chuyện thì bao lâu con cũng ngồi. Không được. Bây giờ mình phải tạo thiện, thiện duyên. Mình phải tạo thiện duyên. Đến chi? Hồi nãy chúng tôi nói rồi, nếu mình tạo thiện duyên thì đời sau sinh ra mình tiếp tục mình gặp thiện, thiện duyên. Ví dụ như đời này nè, mình niệm hồng danh của Đức Phật ha, mình đảnh lễ Đức Phật, mình nghe pháp của Đức Phật, mình thực hành pháp của Đức Phật, mình tu tập pháp của Đức Phật, thì trong tương lai mình sanh ra mình gặp Phật, mình có hoan hỷ không? Hoan hỷ. Còn nếu như bây giờ mình đi theo một cái ông tà đạo nào đó, tối ngày mình cứ tưởng niệm ổng không, rồi lại ổng không, rồi tụng kinh của ổng không, rồi hành theo lời dạy của ổng không, tu tập theo lời dạy ổng không, thì kiếp sau sanh ra mình gặp Phật mình có đi theo không? Không. Mình gặp Phật tự nhiên mình không có quan hỷ, mình lại quan hỷ với cái ông nào đó. Cái ông nào mà nó ngoài ông Phật ra cái mình đi. Bằng chứng là thời kỳ Đức Phật,
Còn tại thế cũng rất nhiều người không có duyên với Đức Phật quý vị. Và đi ngang Đức Phật thì họ không có cảm giác. Đức Phật đi bên đây đường, họ đi bên kia đường, cũng giống như đi chỗ không người đó. Còn mình trời ước gì ha, ước gì mà mình đi bên đây đường, Đức Phật kia bên đường là mình chạy theo rồi. Thấy không? Đừng có nói chi đi cùng đường, Phật ở xa cỡ nào mình cũng mò mình tới. Đúng không? Bây giờ tâm trạng của quý vị mà nghe nó ở đâu xa thì xa mà có Đức Phật tới không? Tới. Đi không được cũng tìm cách đi. Đi không được thì ngồi xe lăn, mà ngồi xe lăn không được thì bò lăn lê lết sao miễn tới thôi. Tại mình quá quan. Đúng không? Cho nên cái điều thứ tư là Đức Phật không thể làm được là vô duyên không thể độ. Hồi nãy Đức Phật có ba điều, bây giờ điều thứ tư đó là gì? Vô duyên không thể độ. Mình không có duyên thì không có tài nào Đức Phật độ mình được hết. Nói mình có nghe đâu. Đúng không? Nói mình câu một mình cãi câu hai là mình không chịu nghe. Sợ nhất là mình vào mình quy y mà thầy đặt cho mình cái pháp danh là Thích Cãi Thầy là biết không có duyên rồi. Không có duyên á, thầy dạy cái gì cũng cãi đó. Mấy người mà có cái pháp danh là Thích Cãi Thầy đó, thấy chưa? Cãi vậy lắm là không có duyên. Phải tạo cái thiện duyên. Cho nên Đức Phật có bốn điều Ngài không làm được, nhắc lại nha. Thứ nhất là gì? Nhân quả không thể hai. Trí tuệ không thể cho. Diệu pháp không thể tả. Mà vô duyên không thể độ. Mình phải tạo duyên, cái thiện duyên. Đừng bao giờ tạo ác duyên. Chúng tôi xin mở ngoặc chút. Ví dụ mình đi chùa mình học Phật rồi ha. Mình biết đạo, mình tin sâu nhân quả nghiệp báo. Thì cái người mà biết đạo, tin sâu nhân quả nghiệp báo rồi thì họ không có than thân trách phận. Bởi vì tất cả đều do duyên nghiệp. Đúng không? Quý vị có đồng ý với chúng tôi rằng là không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả. Đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Xin đừng trách người ta. Tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Như vậy thì hôm nay quý vị phải nhẩm cái câu là biết đạo không buồn chuyện thế gian. Biết đạo rồi không buồn chuyện trái ngang. Mình chưa biết đạo á, mình buồn hết chuyện này đến chuyện nọ à. Rồi mình than thân trách phận dữ lắm. Bây giờ mình là đệ tử Phật rồi, mình có chánh kiến rồi, mình có trí tuệ rồi, mình thấy các pháp vận hành theo nhân duyên. Hôm nay mình nghe bài pháp chữ duyên, đúng không? Chữ duyên. Duyên đến duyên đi ấy cũng hãy tùy, duyên còn duyên hết bận lòng chi. Duyên hơn duyên hợp duyên tan là quy luật, duyên kiếp trần gian bất khả nghi. Cái duyên kiếp của trần gian là giống như nghiệp vậy đó, bất khả nghi, mình không có thể nghĩ bàn được. Cho nên mình biết rồi, mình không có buồn chuyện thế gian nữa, mình không có buồn chuyện trái ngang nữa. Mình là đệ tử Phật, cái mặt mình phải vui. Chúng ta nhìn lên cái gương mặt của Đức Phật đi, thử lên nhìn cái pho tượng Đức Phật này, có buồn không? Có buồn không? Không. Đài cao Phật tượng mỉm cười vô ngôn, lúc nào này cũng cười. Nhìn vô mặt mình đi. Trời, cái mặt mình đó nghe, lúc thì cười hả hê, lúc thì buồn thiêu thiểu đó. Không giống Đức Phật. Mà mình tự xưng là Phật tử, không biết bắt cỡ không nữa. Phật tử là gì quý vị? Là Phật con, đúng không? Phật tử là con Phật. Mà con Phật mà có giống Phật không? Có giống không? Hình như nó hơi lạ. Giống ông hàng xóm hay ai? Mình vào đây mình nói mình là Phật tử, đúng không? Mình là con Phật thì mình phải ráng giống Đức Phật. Nay ta xưng con Phật hoài, phải làm giống Phật, chớ sai tội nhiều. Thân không trộm cắp làm liều, miệng không nói dối đặt điều điêu ngoa, ý không tham ác gian tà, chuyển xây ba nghiệp thật là thanh cao. Cho dù tám gió thổi vào,
tâm ta không động tự hào sắc son. Phật tử nghĩa là Phật con mà giống bố thì còn gì hơn. Sợ nhất con không giống bố. Cho dù tám gió thổi vào, có gì hiểu cái từ tám gió thổi vào không? Khen là một ngọn gió nè, chê là một ngọn gió. Cho dù tám gió thổi vào, được lợi là một ngọn gió, mất lợi là một ngọn gió. Được danh là một ngọn gió mà mất danh là một cái ngọn gió. Được vui là một ngọn gió mà bị khổ là một ngọn gió. Đây là tám ngọn gió, gió đời, nghe cho kỹ nè. Cho dù tám gió thổi vào, tâm ta không động tự hào sắc son. Đức Phật có bị khen không? Có được khen không? Có bị chê không? Có. Rồi Ngài có vui buồn như mình không? Không. Còn mình khen cái vui ngã vậy đó. Lâu lập lại, trời ơi, lúc này thấy chị trẻ quá trời trẻ cái vui. Mặc dù mình già chát, mà nó già không chịu. Mình có những cái mâu thuẫn nó lạ lắm quý vị. Thí dụ nghe, mình á, ai cũng muốn sống lâu hết, nhưng mà lại sợ già. Sống lâu thì phải già, phải không nè? Thì già mới được sống lâu chứ. Mà mình muốn sống lâu, mình sợ chết sớm lắm. Sao kể nó sống thêm 5 năm, 10 năm nữa đi cũng được. Mà muốn sống lâu thì phải già. Mà đằng này mình không muốn già, mà lại muốn sống lâu. Là sao? Bây giờ tự hỏi mình, mình có mâu thuẫn không? Quá mâu thuẫn. Có người thật mâu thuẫn. Trẻ muốn lớn cho nhanh, già lại mong thành trẻ. Không tin nhớ đi, hồi nhỏ muốn lớn lắm. Bây giờ già cái muốn trẻ à? Trẻ thì muốn lớn cho nhanh, già lại mong thành trẻ. Trốn cái tuổi trưởng thành, làm việc nhiều thì phát bệnh, rốt cuộc để có tiền, chữa bệnh rồi lại bệnh, vì lao lực kiếm tiền. Sao cười dữ vậy? Họ ám ảnh bởi quá khứ. Quá khứ qua rồi mà ám ảnh hoài. Họ giọng móng tương lai. Mà quý vị biết không, nhìn cái tuổi mình bây giờ làm gì còn tương lai nữa. Tương trao thì có chứ tương lai có gì. Mà cũng giọng móng tương lai. Tuổi mình bây giờ chứ còn là tương trao thôi. Ngày cơm ngày hai buổi gọi là dưa muối tương trao thôi. Chứ bây giờ còn tuổi này mà đã còn tương lai. Mà cứ ám ảnh bởi quá khứ rồi lo lắng cho tương lai, quên mất hiện tại. Nên lắm chuyện bi hài. Mình á, làm lắm chuyện cười lắm, bi hài. Buồn cũng có mà cười vui cũng có. Họ tưởng đời vô tận nên ung dung nhẫn nhơ, rồi bất chợt họ chết như chưa sống bao giờ. Quý vị có thấy mình mâu thuẫn không? Mâu thuẫn lắm. Cụ thể nhất nãy chúng tôi nói đó, ai cũng muốn sống lâu mà lại sợ già. Bây giờ mình muốn sống lâu thì phải già, già mới sống lâu chứ. Chứ bây giờ lẽ giờ mình sống 80 tuổi rồi mình muốn mình giống như cô gái 18 tuổi rồi. Sao không được, phải không? Mất công ta gọi hài nhi tóc bạc nữa. Cho nên mình rất là mâu thuẫn. Đã biết đạo rồi, mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng hết rồi. Phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang, mà than thấy ớn luôn. Than riết mà người ta làm nguyên cái bài thơ than luôn. Đọc cho quý vị nghe coi giống mình không nghe. Có cái bài thơ hay than. Người lớn thường than thân trách phận, chúng ta đó. Đời là bể khổ nợ với nần, quan gia muôn kiếp nay phải trả. Nếu đã vậy rồi ai hưởng đây? Ông chồng ông cũng than, rồi bà vợ bà cũng than nữa, vậy thì ai hưởng? Cho nên cái bệnh than là bệnh than chung. Quy lực tự nhiên đã tạo gây, trên dưới phải trái dọc hay ngang. Xin đừng nghĩ lệch hoặc bi quan, phán xét cơ duyên cho rõ ràng. Khi yêu á, thì hy sinh cả tánh mạng. Chỉ dài 3 năm á, đã phàn nàn. Lúc cô đơn á, thì muốn đôi muốn bạn. Nên vợ chồng sao lại hay nhăn. Người khổ than, người sướng cũng than. Ví dụ người khổ than mà không nói, mà cái người sướng cũng than. Không con hay có rồi cũng than. Không con á, ước được nựng cục vàng,
mà có con khổ mệt nợ nần mang, trời ơi đường nào cũng chết với mình hết. Cuộc đời sướng khổ xin chớ than, tinh thần thoải mái nghĩ lạc quan, hãy trí tuệ nhìn tổng quát, sâu sắc thông suốt tâm an nhàn. Mình phải quán cái duyên cho nó sâu sắc thông suốt thì cái tâm mình nó an nhàn. Trời ơi cái gì đâu mà than từ ở ngoài mà than vô tới chùa. Thầy trụ trì ở đây ông xây cái kho lớn lắm. Bởi vì ông thấm thía câu là đời đau khổ tràn đầy khóe mắt, ngàn đau thương xin trút hết về chùa. Thôi, cho nên ông xây nguyên kho phía sau bự. Quý vị vô đây than đi. Đến chùa học được chữ tu, về nhà bận rộn lu bu quên liền. Đến chùa là để tâm yên, vừa ra khỏi cổng u phiền phủ vây. Đến chùa là để tâm an, gặp vài người nữa ngồi than trách đời đó. Đến chùa dễ lắm ai ơi, khó là nhặt được thảnh thơi mang về. Quý vị có đồng ý với chúng tôi rằng đến chùa dễ không? Dễ. Nhưng mà khó một cái là gì? Mình mang cái thảnh thơi đi về. Đến đây là mình phải có. Quý vị thấy cái không gian, thời gian đây đẹp không? Giờ phút này cái không gian thì rộng lớn, gió thì mát mẻ, bầu trời thì bao la mênh mông. Mình phải tu cái hạnh con chim sẻ cho nó nhẹ, chứ đừng có tu cái hạnh con chim cánh cánh cục. Mình mang tiếng là người tu, mà người tu thì sao? Phải thanh thoát nhẹ nhàng. Chúng tôi nhớ hoài cái câu nói của Thượng Tọa Trụ Trì, năm chữ T đó, câu này của Thượng Tọa Trụ Trì nè. Thượng Tọa Thích Tâm An là tha thứ thì thư thái. Đó, câu này của Thượng Tọa Trụ Trì là năm chữ, chữ T. Mình đến chùa thì mình phải thư thái. Tại vì mình không tha thứ, mình không buông bỏ. Đúng không? Quý vị không chịu nghe chuông mà cứ bon không à? Phải buông chứ mà nghe bon không à? Mấy người mà cứ bon bon á, tôi đề nghị nghe là ban tổ chức mà cái người nào mà đến chùa mà còn dính mắc nhiều quá, đút cái đầu vô cái đại hồng chung đó. Rồi ở ngoài người ta giọng vô đó cho nghe cho thấu vô là mới là chỉ buông. Nghe tiếng chuông là phải buông, thấy không? Chứ bon chen không mà vô đó đó cho tỉnh lại. Làm sao mà nghe tiếng chuông ngân lòng không mà dương trần, nay gắng lo tu ngày sao sướng thân, tâm hồn sẽ được nhẹ lần, về vui với chốn chân tâm, đó mới là hạnh phúc yên vui. Đúng là nghe tiếng chuông là nghĩ đến chữ chữ buông, đúng không? Nghe tiếng chuông ngân lòng không vướng trần thì nó buông rồi. Còn mình vướng quá, cho nên ai mà còn vướng trần quá thì đề nghị chút nữa đút cái đầu vô cái chuông á, nhét hai cục bông gòn vô hai lỗ tai, nhờ ở ngoài ta gõ cho một tiếng. Ai mà chấp nhất nhiều quá thì gõ mạnh chất cho nghe rõ cái chữ buông. Buông. Và ai mà nặng quá thì quýnh mạnh lên chút nha, cho rõ. Rồi, như vậy thì thiện duyên phải giữ luôn luôn nha, ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên. Đủ duyên cuộc sống như tiên, thiếu duyên mọi thứ ưu phiền phủ vây. Tình duyên có lúc vơi đầy, nợ duyên là chuyện xưa nay cõi đời, thắng duyên là sự tuyệt vời. Chúng tôi đang muốn chia sẻ cái thắng duyên. Thắng duyên là cái duyên với dạy, cái duyên với Đức Phật, cái duyên với giáo pháp, cái duyên với Tam Bảo, cái duyên để giải thoát khỏi luân hồi, cái đó gọi là thắng. Thắng duyên tức là mỗi cái duyên mà cái duyên giải thoát là lớn nhất. Thiện duyên là nó dẫn đến cái thắng duyên. Cái thiện duyên là mình làm nhiều cái thiện pháp, nhiều công đức, nhiều phước báo, tu tập cho nhiều lên thì mới đạt được cái thắng. Thắng duyên. Những cái gì mà gặp Đức Phật mà giác ngộ đó thì cái đó là thắng duyên. Bây giờ chúng ta đang làm sao cầu mong cái thắng duyên là sự tuyệt vời. Phước duyên đầy đủ rạng ngời tương lai.
Mình đến đây mình tu phước cho đầy đủ để tương lai mình đỡ khổ. Cái người có phước đỡ khổ. Mình có bốn chữ thôi. Là gì? Thiện, ác, buồn, vui. Mình đến đây để mình làm thiện, lánh ác. Và làm lành, lánh ác. Để làm chi vậy? Bớt khổ thêm vui. Mình làm thiện thì cho quả gì nè? Quả gì? Quả thiện. Làm ác cho quả gì? Quả ác. Phải không? Làm lành cho quả lành, làm ác cho quả khổ. Mà mình đến đây mình làm lành hay làm ác? Hả? Làm ác hả? Làm lành. Trời ơi, nghe không rõ. Làm lành. Hết hồn hết vía chứ. Tưởng đến đây mình làm ác nữa thôi. Chắc phải bỏ vô cái chuông đó là nhốt trọng luôn á. Đến đây làm lành. Tức là mình bốn chữ là thiện, ác, buồn, vui. Thì bây giờ mình bỏ ác làm thiện. Mục đích là gì? Bớt buồn thêm, thêm vui. Đúng không? Thắng duyên là sự tuyệt vời. Phước duyên đầy đủ rạng ngời tương lai. Gieo duyên trơn chánh chẳng sai. Câu này hay. Mình gieo cái duyên nào nó phải trơn chánh mới gieo nghe. Mình mà gieo cái duyên mà nó không trơn chánh là không được. Nói đến chữ duyên duyên, chúng tôi nhớ đến cái bài hát đó. Phước với vị tới nữa rồi đó. Bài hát là để chúng tôi đây, cái bài đây à, nhân duyên đó. À, sẵn tặng quý vị luôn nghe. Đó, đó, đó. Muốn hát rồi. Người có nhân duyên nên trở về đây. Người có nhân duyên nên gặp mà pháp màu. Con là người vô minh đã từ lâu, nay nhờ pháp màu nên đã trở về đây. Người có nhân duyên xin giữ bền tâm, đừng để cho duyên mai một pháp lành. Con nguyện lòng xin ghi mãi từ đây, cho trọn đời này vui với pháp mà thôi. Đó, tức là thắng duyên là sự tuyệt vời, mà phước duyên đầy đủ rạng ngời tương lai. Gieo duyên trơn chánh chẳng sai. Nhớ, ai rủ mình á, gieo duyên mà cái gì mà nó phải là chân chánh đúng á. Chứ tà duyên mình không có gieo. Gieo theo pháp tà không thèm. Nãy chúng tôi nói rồi, mình lỡ mà gieo với tà mệt lắm. Sau này con đường tà mình đi hoài. Mình ví dụ gieo duyên cái tà kiến á. Sau này mình thấy cái gì mà nó hơi mê tín, nó hơi u mê mê một chút là mình thích à. Quý vị thấy cái ngôi chùa á, đặc biệt là các ngôi chùa miền Nam, nó hơi khác ngôi chùa miền Bắc một tí. Ở ngoài Bắc á, thì nói xin lỗi là người Phật tử ngoài, như họ mê tín hơi nhiều hơn mình tí. Quý vị với ngôi chùa miền Bắc á, mình vào á, mình thấy nó tối ôm à. Nó u u tịch tịch vậy. Nó làm gì đấy rùng rợn. Cái độ sáng của nó là dưới 50%. Nó có cảm giác giống như mình vô cái tự nhiên mình thấy mình sợ. Có cái gì đó giống như bề trên thần thánh rồi vậy đó, đang dòm ngó mình. Mình thấy mình ớn. Quý vị thấy ngôi chùa miền Nam không? Đó, nhưng ngôi chùa Hưng Pháp này quý vị thấy không? Cái độ sáng nó gần như là 90% rồi. Sáng trưng vậy đó. À, mình thấy là mình không có, mình gieo duyên chân chánh. Đạo Phật là gì? Phơi bày những gì trong bóng tối ra ánh sáng. Dựng dậy những gì mà ngã xuống đứng dậy. Đem ánh sáng vào trong bóng tối. Đạo Phật là vậy. Phải là chánh kiến, phải là chánh pháp. Ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của chánh pháp. Chứ không có mà dắt người ta vô một cái thế giới gì đâu mà trời ơi, bước rồi sao nó lạnh xương sống quá sự ơi. Thấy như là có ai dòm ngó mình nãy giờ vậy đó. Mà ai dòm? Tự động. Cái tâm ma của mình nó nghĩ ra. Mà quý vị biết không, khi cái tâm ma mình nghĩ ra nó ghê lắm. Ai mà sợ ma, tối tối ra sau hè thấy bụi chuối tưởng ai ngồi. Trời ơi, có không? Có phải không? Đó, hồi nhỏ ai mà sợ ma ra sau hè đó,
mình ra sau hè quý vị biết không, mình mở cửa ra ban đêm ra sau hè cái mình thấy cái bụi chuối, mình nói trộn sao ai ngồi vậy ta, ai ngồi bụi chuối ngồi có chứ ai ngồi, mà cái tâm mình nó nghĩ ra như là có ai ngồi. Ví dụ như mình sợ con rắn quá đó, mình bất chợt mình thấy cọng dây mình tưởng con rắn có đó, do mình quá sợ con rắn đi ha, mà cái tâm mình nó sợ hãi rồi đó, mình vào trong cái trong một ngôi chùa mình thấy trời ơi sao cái chùa này nó âm khí nhiều quá, sao cái chùa này mà sao nó tối mà nó lạnh lạnh quá à? Là mình dường như là mình nghĩ chắc là trời ơi thần linh quỷ sứ gì đâu ở đây nhiều lắm hay sao mà nó dòm ngó mình lắm, tại vì mình sợ. Còn các ngôi chùa ở trong miền Nam chúng ta thấy khác, đặc biệt là cái ngôi chùa Hưng Pháp này, quý vị vô đây thấy sáng không, có sợ ai không? Hình như quý thầy sợ quý vị lợi. Thấy quý vị sợ rồi đó. Như vậy là mình gieo duyên chân chánh, không có gieo mấy cái tà kiến, không có gieo với mấy cái mê tín, mà phải gieo với cái chánh chánh tín. Đạo Phật là đạo hiển lộ phơi bày chứ không phải là mật giáo nha. Đức Phật ngài là truyền bá giáo pháp chứ đâu có cái mật giáo, tức là ngài đem ánh sáng vào trong bóng tối cho những người có mắt nhìn thấy. Ngài nói ra là ngài nói các con phải lắng nghe, sau khi nghe rồi phải suy nghĩ, nó đúng với chân lý thì mới nghe tin, chứ không phải như Lai nói là con tin liền. Hãy nghe rồi suy nghĩ, nó mà phù hợp với chân lý thì mình mới tin. Chính Đức Phật còn khuyên mình như vậy. Đạo Phật là đạo ánh sáng trí tuệ. Đặc biệt là những ngôi chùa, quý vị thấy vô ngôi chùa này quý vị thấy nó sáng không đó, nhìn rõ mường mượt vậy đó. À, bác kia có mấy cái nếp nhăn xin nhìn thấy hết trơn kìa, trời ơi đánh tráng có mấy cái nếp nhăn nhìn thấy hết. À, tâm mình nó phải thông suốt ha, nó phải trí tuệ, nó phải sáng ra. Đạo Phật là đạo hiển lộ, chánh pháp soi đường, quang minh chính đại, chứ không có cái vụ mà u mê tâm tối rồi đưa con người đến cái mê tín. Không phải, đạo Phật là đạo trí tuệ. Như vậy là gieo duyên chân chánh chẳng sai, tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu. Cái câu này mới đúng nè. Đạo Phật là tự giác rồi mới giác tha, tự lực chứ không có tha lực. Đức Phật ngài dạy rằng là hãy nương tựa vào chính mình. Các đấng Như Lai chỉ là bậc đạo sư. Đạo sư là gì quý vị? Là vị thầy chỉ đường, mà đi là mình đi. Muốn có phước thì tự mình phải tạo, chứ bây giờ mình muốn có phước mình nhờ người khác tạo sao được. Muốn có phước tu thì mình phải tu ha. Đạo Phật là như vậy, tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu. Đạo Phật không có cầu khẩn giáng sinh, là đạo trở lại chính mình mà thôi. Đạo không triết lý đầu môi, nói ra là để đi đôi thực hành. Giữ thân miệng ý trọn lành là mình tu tam nghiệp. Chứ bây giờ cái đạo mà cứ chót lưỡi đầu môi không, rồi là không có trở lại chính mình. Cái đạo Phật là đạo trở lại chính mình, cho nên tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu là chính mình mới tạo đạo duyên. Mình không có cần tha lực, mà phải chính mình tự lực. Muốn có phước thì mình tạo, muốn giải thoát thì mình phải tu. Thân ta bảo ngọc hàm châu mà, khéo nương tựa lấy nọ cầu chi ai. Mình phải tự lực chứ không có cái tha lực. Vừa rồi nó có cái sự kiện là độ ta không độ nàng đó, có nghe không? Có nghe cái vấn đề người ta bàn là có câu chuyện mà Đức Phật độ ta không độ nàng đó, không nghe hả? Không nghe cho qua đi, khó quá bỏ qua. Tức là quay lại là chúng ta phải tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu nha. Nhân duyên gieo tạo khỏi cầu, nhớ mình muốn có nhân duyên thì mình gieo mình tạo, đến chùa là tạo phước chứ không có cầu phước. Nhiều người cứ đến chùa cầu phước không à, mình cầu phước thì phước nó trổ ra là phước của quá khứ. Ví dụ mình cầu mình về mình được hưởng là do cái phước quá khứ mình tạo nó mới hưởng. Đến đây là cầu sinh không có được mà phải tạo phước.
đến chùa là tạo phước chứ không phải là cầu cầu phước, không có cầu sinh. Sinh mà sinh dữ lắm, có nhiều người sinh dữ lắm. Bà này sinh xong bà kia bà sinh nữa, rồi hai ba bà sinh đụng nhau, rồi thế đụng nhau thì sao? Bà này thì phải khổ nhục kế, sinh mà có vẻ thảm thiết, thê lương, khóc lóc gian sinh với mong muốn là Phật cho mình, đừng cho cái bà kế bên. Cái này nói nhỏ nghe thôi nghe. Mấy lần chúng tôi đi ra ngoài Bắc á, chúng tôi vào chùa, chúng tôi thấy Phật tử vào chùa họ lại mọi sinh, mà họ sinh có dần có điệu, mà họ sinh giống như là họ đang diễn một cái tuồng kịch vậy đó. Họ vừa lại mà họ vừa xích xoa nghe. Họ muốn cái câu mà Nam Mô Di Đà Phật là phải chứ. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cầu cho cánh Phật phù hộ cho con. Là giống như là đang thê thảm. Cái bà bên đây bà rên, cái bà bên kia bà nghe, bà không được, bà này bà rên thấy thảm thiết quá, Phật thương bà. Mình bên đây phải rên thảm thiết hơn. Thế là bà bên đây phải xích xoa rồi, phải rên xích dữ lắm. Đạo Phật không phải như vậy. Đạo Phật là tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu, nhân duyên gieo tạo khỏi cầu. Phật nói các con cứ tu theo lời dạy của Như Lai đi, là cái sự cúng dường lên Như Lai một cách cao quý nhất. Mà thật sự mình đó, hả, tu theo lời dạy của Đức Phật là lợi cho mình nhất, đúng với cái lời khuyên của Đức Phật. Đức Phật cũng không mong mình lo gì cho Đức Phật hết. Giống như cha mẹ vậy đó, khi nằm xuống rồi cũng đâu có muốn con mình phải lo gì đâu, mà cha mẹ cũng muốn cho con mình được an vui hạnh phúc. Thì mình làm sao mình sống trọn cái đạo làm người, là con, là cha mẹ mừng lắm rồi. Mình làm việc tốt cha mẹ mừng lắm rồi. Chứ cha mẹ đâu cần gì đâu, nằm xuống rồi mà mình cúng kiến chi cho nó dữ lên. Đức Phật cũng vậy, Ngài dạy rằng các con phải tu tập theo lời dạy của Như Lai. Lời dạy của Đức Phật đó là cách trả ơn hay là cách cúng dường lên Đức Phật một cách cao quý nhất. Quý vị muốn cúng dường Đức Phật cách cao quý nhất, ngoài cái hương đăng hoa quả các thứ ra, thì cái cách là chúng ta phải thực hành tu tập theo lời dạy của Đức Phật, đó là cúng dường lên Đức Phật một cách cao quý nhất. Nhân duyên gieo tạo khỏi cầu, tùy duyên là để đối đầu khó khăn. Cái tùy duyên của mình là để mình đối đầu những cái khó khăn. Cho nên hôm nay chúng tôi giảng cho quý vị nghe bài pháp có tựa đề là gì? Chữ duyên. Đó, là do cái này là cảm xúc thôi đó nghe. Thật sự chúng tôi cũng không có chuẩn bị, cho nên tài liệu nó không có. Những cái tài liệu mà chuẩn bị đây to là những cái tài liệu cho một cái chủ đề khác. Nhưng mà khi lên đây chúng tôi thấy sao mà nó cảm xúc dạt dào quá. Cái sự gặp gỡ của chúng tôi với quý vị đây cũng là một chữ duyên. Cho nên sau khi giảng xong, bây giờ chúng tôi muốn tặng quý vị một bài hát cuối cùng để kết thúc. Bài hát này có cái tựa đề là Về Bên Cõi Phật. Quý vị muốn về với cõi Phật, muốn về với Đức Phật, thì chúng ta phải tạo cái duyên với Đức Phật. Cái mục đích của chúng tôi là như vậy mà thôi. Nội dung của bài giảng hôm nay nó không sâu đâu, bằng cách là chúng ta phải tự tạo duyên với Đức Phật. Vậy thì bài hát có tựa đề là Về Bên Cõi Phật xin được phép bắt đầu. Và sau bài hát này thì chúng tôi cũng xin nói lời tạm biệt quý vị. Hẹn quý vị lần sau gặp lại. Có duyên chúng ta tiếp tục gặp nhau, đúng không? À, có duyên thì chân trời cũng sẽ gặp quý vị. Mà vô duyên trước mặt cũng như không à. Mà chúng tôi nghĩ chắc chắn có duyên đó. Ha, hy vọng lần sau chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục chia sẻ Phật Pháp với quý vị. Bài hát Về Bên Cõi Phật xin được phép bắt đầu. Và sau bài hát này, quý vị cho phép chúng tôi nói lời tạm biệt. Quý vị hẹn là gặp lại lần sau ha. Nghe ai phát tâm lo tu sư mừng thầm mà niềm vui khôn xiết. Cảnh đời ngày càng đau thương mấy ai đâu mà lo sửa mình. Đường Tây Phương ngày đêm rộng mơ mà người không ai đến nơi, cứ say đắm hoài cõi trần khổ đau thân đỏ đài. Tu đi chớ nên nghi nan cho lỡ làng, đợi thôi nên chán.
gắng lòng niệm Phật ăn chay để mai đây về bên cõi Phật đường an vui nhàn thân vĩnh kiếp. Đời là hôi tâm khổ đau đã bao kiếp rồi, đắm chìm biển mê ôi nghẹn ngào. Về cực lạc Tây Phương sướng vui ngàn năm mà chẳng buồn, sớm chiều nâu xứ soi kinh, mong cầu trần gian thái bình. Người trong năm châu biết tình bác ái thương nhau, nâng đỡ nhau tu hành, cho cửa thiền ngát một mùi hương. Mau chân đến nơi Tây Thiên, cho cuộc đời bình yên mãi mãi. Tháng ngày cười hạt rong chơi, cánh an vui rộn vang tiếng cười, đầy thân tiên nào ai hay biết. Đường về Tây Phương chẳng xa, khó khăn tiếc là lòng người chẳng tu cho thật ca thà. Đường về Tây Phương chẳng xa, khó khăn tiếc là lòng người chẳng tu cho thật thà. Nhớ tu cho thật thà nhé. Rồi, kính thưa quý vị, bài hát vừa rồi cũng khép lại chương trình chia sẻ Phật Pháp của chúng tôi với tất cả các Phật tử đang tham dự khóa tu một ngày an lạc theo truyền thống hàng tháng, thông lệ hàng tháng tại chùa Hưng Pháp. Trước khi dứt lời, cho phép Chánh Định nói lời tri ân đến Thượng tọa trụ trì chùa Hưng Pháp cùng chư Tôn Đức trong ban tổ chức, đặc biệt là nói lời tri ân đến tất cả các Phật tử hiện diện có mặt buổi sáng hôm nay. Mặc dù thời tiết có phần mưa gió bão bùng, quý vị cũng vượt qua để đến đây có mặt để lắng nghe bài giảng này. Kính chúc quý vị một ngày tu thật sự là an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.